tiền viện chị ấy tự trả hết từ A đến Z cả nhà. Thế mà có những cái trường hợp sân si vào bảo chị là đi lấy tiền đền bù về sắm vàng à. Chị đấy không thiếu tiền đâu. Vâng, em chào anh Cử ơi nhá. Đưa cho mẹ ít giấy nào. Ờ à, đúng rồi. Nam Thành, tiệm vàng Nam Thành ở đất tổ của em là. Đi lấy ra cái đồ nướng kìa. Ôi ăn gì nữa, no lắm rồi. Đang ăn nướng kia ra, ăn nướng lẩu kia gì. Thử thức ăn mình ăn hết nhá. Làm đi, ở Mộc Châu có cái món này không? Đánh người ta mà nó không biết tiền chị Thảo còn đốt chết người khà khà. Không bao giờ đốt tiền đâu. Mang tiền đi làm từ thiện thôi. Chị đấy làm mang tiền chị đi làm những việc thiện đấy. Tự mình đi làm việc thiện thôi. Làm chồng còn cái chừng. Đấy, chị đấy nói chung là tâm tốt. Trường hợp nào gặp bắt nạt này chị cũng đến chị hỗ hỗ trợ những người yếu thế, rồi là những cái mà lúc đi từ thiện á, khắp nơi á chị đấy đi từ thiện. Em nói để chị bảo cho Thảo nói sai một lời này nữa là không phải là Thảo Thẩm Di ở trên cái con đời nhá, đi giúp việc cho người ta cũng gần 30 vụ rồi, chưa lấy 1.000 nào đâu, không phải đi giúp mà để lấy tiền bao giờ đâu. Ngay như cái nhà cái em mà qua đăng bài đấy mà bảo là lừa bán ra Campuchia đấy, đưa tiền mình không lấy, không bao giờ lấy đấy. Đây mà mọi người còn cứ bảo mình là mình hồ báo cáo trôn thì từ trước giờ mình đã hồ đầu gấu mình đã coi như là hồ báo cáo trôn ai đâu, chưa bao giờ. Ok Hương Phạm nhá, chưa làm một cái việc gì vụ gì như nào. Mời hai sợ quá, sợ mọi sân si quá. Phạm. Thế cho em quá. Chào chị Thảo cái nha. Hello, chào Hồng Sinh nha. Chào Hương Phạm nha, chào những người mà yêu quý Thảo Giàn Di nha. Đấy, đã gửi lời chúc đến cho Thảo Giàn Di. Thảo Giàn Di khỏe khỏe rồi. Chiều nay Thảo Giàn Di sẽ về anh em Ninh Bình đấy, đón tiếp Thảo. Chắc anh em chắc làm được chục mâm gì đấy. Mình sẽ live stream. Đón tiếp chị trở về. Đón tiếp thì giờ chị đang ăn. Các ăn. Con lấy ơ sao không muốn ăn nhở. Ở đây không ăn mất tiền nha. Phải ăn đấy. Nước. Mình có bao giờ mình nhảy đâu. Cảm ơn Mỹ. Đúng rồi, vẫn mệt nói ít thôi, đúng rồi. Nói có nghe đâu, đấy. Ai lo cho chị đấy. Ai chả lo chị. Bạn bè em, từ người ta yêu quý chị thôi. Vào Facebook em ạ. Thì có vài thành phần nick ảo ấy, với cả bọn vớ vẩn ở bên kia ấy. Thì nó này thôi, 1.000 người thì chỉ có 1-2 thành phần đấy thôi. Còn Facebook của em á, mọi người theo dõi từ hôm nọ đến giờ. Cảm ơn Sơn Trần. Xin chào Sơn Trần. Vâng ạ. Chào chị Vũ Ngan. Vũ Ngân. Ngân hay Ngan hay gì. Cảm ơn Phong Trần nha. Mọi người rất là yêu quý chị mà. Yêu thương chị. Cảm nhận được hết chứ. Qua vừa rồi đây mình chào em Linh Vương. Em chào anh Lâm Bo. Anh Lâm Bo Thảo. Vâng. Thảo khỏe rồi ạ. Được ra viện là chị chưa khỏe hẳn. Bác sĩ bảo là về uống thêm thuốc và mấy cả truyền thêm bổ não các thứ vào. Về nhà vẫn phải điều trị thêm. Cũng xin ra để về ăn Tết. Chị là Ngân. Vâng, ok chị. Cắt cho gì con bề Hưng. Lấy cho mẹ con ít tôm đi con. Không. Lấy cho mẹ thêm 1-2 con gẹ. Vâng, em chào anh Kiến Nguyễn nha. Tôi bảo qua cái đời này tôi biết rằng là người trang cái bước quên biết rằng là ai là con người như nào, tôi sẽ sàng lọc hết. Ừ, đi sàng lọc bớt đi. Để làm gì. Chị lại ăn với Thỏ Ngọc kìa. Chị ăn nhiều vào.
ăn tẹp ga luôn, chị thích ăn gì là phải ăn đấy. Bao nhiêu ngày nằm đấy, ốm đau rồi, không ăn được rồi, người khỏe lên cái là phải ăn ngay. À, tí nữa gì dạy con không biết bắt bầy bè à? Con cắt hai sườn gì bảo? Đấy, cắt hai bên sườn sâu vào một tí. Sâu vào, đấy hai bên sườn thôi, thế. Thử cắt kiểu mới xem cắt được không hay không? Cảm ơn chị Lê Thùy nhá. Cảm ơn tình cảm của cả nhà dành cho chị Thảo. Trân trọng thật sự luôn. Khoa đặt vừa rồi. Thật sự là mình chiều nay mình cũng muốn bóc mé những cái sự việc mà ấy đâu, mình muốn giấu cho mọi người đi, giấu cái bộ mặt của họ đi, cho họ nó cho họ cái đẹp mặt một tí. Nhưng không ngờ họ đánh mình như này thì mình chắc chắn là phải bóc mé cho biết bộ mặt đấy. Mình chiều cả nhà vào hóng nhá. Chiều cả nhà vào hóng. Chị sẽ kể nguyên do sự tình từ đầu đến cuối luôn. Lý do tại sao? Lý do có. Nên là mọi người cứ bảo là giật tít mãi. Những cái thằng phần giật tít trên Face á, chưa biết chuyện tình á. Im mồm đi. Thì chị kể hết. Chị là người sống với cả mọi người bằng cả cái tâm. Nên mọi người sống với chị cũng thế. Chị chả phải là tốt riêng với ai cả. Kể cả nghèo, kể cả giàu, chị đều chơi hết. Đều tốt hết như thế. Đều yêu quý. Trường hợp nào khó khăn cần giúp đỡ, à, chị đúng ra chị giúp đỡ luôn. Đấy, chúng ta bóc mẹ tí, bóc ra bán. Đấy, thằng kia bảo bóc mang. Thế à? May mà mua vàng chứ không thì bán nữa. À, giải quyết xong rồi là mua thì họ lại cho mình là tưởng rằng là có tiền đền bù mới mua vàng. Là chết dở, mang tiếng luôn. Chẳng qua là vì chị bảo là ở đây á, ở đây là mình biết chị thích trang sức mà. Mình đưa chị đến tiệm vàng, mình bảo là chị thích cái gì thì chị ra mua. Vì ở đây nhiều mẫu mã đẹp lắm. Tiệm vàng Nam Thành là tiệm vàng lớn của đất của tỉnh Phú Thọ luôn. Toàn là mẫu mã đẹp thôi. Ê là thích là đưa ra là sắm để xả xui. Sắm vàng là một trường hợp là để xả xui cả nhà. Lộc mang lại tài lộc may mắn. Ai cũng nói là mẹ mày đeo vàng khoe mé, khoe mé thì những người bán vàng. Cái vía thần tài á, ngày vía thần tài, ngày vía thần tài, ai người ta đi sắm vàng vì thế, để mang lại tài lộc, may mắn, để xả xui. Chị vừa gặp đen đủi á, mình đưa chị ở đấy. Gặp đen đủi bây giờ mà mình mua để xả xui. Ừ, hay ô hàng khói. Thế mà quay ra là, để có một thành phần bảo là lấy tiền đền bù đi sắm vàng à? Mà trong khi đó chị có bao giờ không, chị không đấy đeo mà đâu. Chưa lấy 1.000 nào của ai. Từ trước giờ mình có phải mình không đeo trang sức bao giờ đâu. Chị đầy. Nó trang sức chị nhớ. Trang ba các lượng. Chỗ thành phần nó thế. Nhà ấy nó độc mồm độc miệng không? Đều nhỉ. Em không nói có. Mình mà chỉ không dành những gì tốt đẹp nhất cho chị của mình. Này chị ăn tôm đây. Thì chả quan trọng anh nghĩ gì đâu. Mình sống bằng thật lòng. Mình hành động thôi, mình không thích nói mồm. Để nấu chăm gì ăn thì ăn một miếng anh ạ. Mình không thích kiểu khoa trương rồi, em thương thì dám không. Mình dùng bằng hành động thôi. Đến với nhau ạ, đừng dùng bằng miệng. Dùng bằng cái tâm, dùng bằng hành động. Bây giờ miệng hay không thì chị biết hết được cái cảm nhận của mình. Đây à, chị ăn. Nếu không ăn này đâu để em kẹo, lấy thêm nhé. Hả? Lấy thêm kẹo nhé. Ở đây không có kiểu gì à? Vui lắm, tự thấy cả nhà yêu quý chị đấy à, em cũng vui mà. Bơ ngủ quá. Chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ nhé. Thôi em xuống like đây. Em ăn đây, em ăn để em về Ninh Bình đây. Không muộn quá rồi nào. Chị chào cả nhà em. Chị em chào cả nhà nhá. À, chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ, đón một buổi chiều may mắn. À, chúc mọi người chuẩn bị đón một năm mới thật an khang thịnh vượng nha. Em xin chào và hẹn.